Trưa mùng 5 tháng 6, Bộ Y tế công bố thêm 94 ca mắc COVID-19 mới. Tính đến 12 giờ ngày mùng 5 tháng 6, Việt Nam có tổng cộng 6.910 ca ghi nhận trong nước và 1.548 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc COVID-19 mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 5.340 ca. Cả nước có 51 ca không qua khỏi. Số ca điều trị khỏi là 3.242 ca. Thông tin chi tiết các ca mắc mới Ca bệnh BN8383 8384, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Ngày 1 tháng 6 từ nước ngoài nhập cảnh về Việt Nam và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh BN8436, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang, là nữ 21 tuổi, địa chỉ tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Ngày 3 tháng 6 từ nước ngoài nhập cảnh về Việt Nam và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang

BN8431 đến 8435, BN8437, BN8453 đến 8458, ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh BN8404, 8406, BN8408, 8410, BN8413, 8414, BN8416 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh. Một ca là F1, 5 ca liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp khắc niệm, 2 ca liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Quế Võ. Kết quả xét nghiệm ngày mùng 1, mùng 3 tháng 6, dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh BN8425-8427 ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh là F1 của bệnh nhân 8113. Kết quả xét nghiệm ngày mùng 4 tháng 6, dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh BN8430 ghi nhận tại tỉnh Tiền Giang là nam 20 tuổi, địa chỉ tại thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, là F1 của bệnh nhân 6292, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 3 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh BN8438 đến 8452 ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến nhóm chuyển giáo Phục Hưng. Kết quả xét nghiệm ngày 4 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2.